chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh của Đăng Thành Tiến. Nay thì Đăng có đi ngang con đường này gặp một cái chùa này rất là lớn. Chùa này có tên là chùa Pháp Vân. Thì vô thắp hương rồi mình tham quan ngôi chùa. Chùa này thì có địa chỉ ở chùa Pháp Vân, số 16 Lê Trúc Bạch, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cổng vô. Cổng tam quan. Kinh đá tỉnh giác đây là sao quá vô trong cho dễ coi. Kế bên mẹ Quan Âm thì cũng có bán đồ lưu niệm, chung gió, tượng Phổ. Các bạn này bán nè, có đại giá nè, 800.000. Cho mày coi mấy bức tượng, những loại đậu, đây là gì? Xe quế 250. Rất là nhiều tượng Phật. Đây là những cái mà để hương vào cho khói bay ra. Mình nhập đi ra. Như con cá nè. Đây có con cá lóc. Đây cá lóc nè. Con rùa nữa nè. Có rùa nữa nè. Con chú này con rùa hay con ba ba chứ? Con này là chắc con ba ba á, không con rùa tay đỏ, nó hai bên tay nó màu đỏ nè, nhưng mà nó nhát lắm. Nhát không? Nó chạy cá lóc nè. Nó dạng quá, nó lạ luôn em. Mình đưa tay xuống nó bò lại nè. Thì đó nó ăn luôn hả em? Nó ăn mà nó ăn luôn hả? Nó ăn cái lá luôn á. Nó ăn cái lá thế này.
con cá lóc lên thì nó mới chở, tụi nó thích ăn á. Đây là chiếc xăng vô thì để xe bên kia là phải chỗ gửi xe. Đây có một cái tòa tháp rất là cao, trên này có chữ A Di Đà Phật. Chánh điện đây, hai bên có hai ông. Ông này là ông gì anh? Hai ông này gì ta? Không biết. Giờ này tối quá, tông tối cho nên chùa đóng cửa rồi. Có đường đi lên nha. Đường này chắc đi lên tháp quá. Bây giờ sẽ đi vào chánh điện, thấy các sư cô, các Phật tử đang chuẩn bị tụng kinh. Bây giờ mình đi ra đi, tham quan tiếp. Ở bên hồng này thì dành cái cổng tượng có những con chim bồ câu gì đó. Kết thúc video này, chắc lần sau phải ghé lại nó quay cho.